Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Đông Tây Nam Bắc. Rồi, thì về vị trí đi các anh. Ok. Anh là quên gì không anh? Không, không quên gì hết em. Thì như DJ số nào anh cũng quên hay sao ấy nhỉ? Bây giờ cho DJ Hailey 5 giây để tự phát biểu trước ống kính. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hailey và hôm nay là đầu tiên mình làm DJ. Mình đang rất là hạnh phúc và mình hứa mình sẽ đem đến cho các bạn những bản nhạc tuyệt nhất trong chương trình ngày hôm nay. Thôi, hơi lỗi. Một bài diễn giả vô cùng xuất sắc. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi thứ nhất. Vòng thi hỏi nhanh đáp gọn. Yeah. Vòng thi bắt đầu. Kira, cái gì không thể động vào cũng như nhìn thấy? 1, 2, 3, 4. Nào, nói gì cơ? Không khí. Wow. Một điểm đầu tiên là cho Kira. Kira, cá gì không xương? Winner. Cá sống. Cá gì? Trời ơi. Cá cược bạn ạ. Dạ, em sẽ nói ạ. Tiếp. Có 10 con gà trống, số gà mái lớn hơn gà trống 5 con. Hỏi, đến kỳ sinh đẻ thì sẽ đẻ ra được bao nhiêu con? 1, 2, gà trống không đẻ được. 3. Đúng. Sai rồi. Anh đang nói là gà đẻ cho bao nhiêu con cơ mà. Tôi đâu có bảo là con nào đẻ đâu. Gà đẻ trứng chứ không đẻ con. À đúng rồi. Chuẩn chưa? Dạ. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Chị nào em? Dạ, em nghe. Vâng. Cái gì càng giặt càng bẩn? Okay. 5, 4, 3, 2. Cái gì vậy? Đúng không? Ai được. Cái gì? Hoa gì đẹp nhất? 1, 2, 3, 4, 5. Trời ơi. Hoa hậu. Em không biết. Được. Hana em, ngựa đen sọc trắng hay là ngựa trắng sọc đen? 1, 2, 3. Như nhau. Đáp án là tất cả đều đúng. Việt Thi. Mọi người follow em nha, Anh của Xuân có hai người em trai. Anh cả tên là Phúc, em kế tên là Lộc. Hỏi em út tên gì? Tất nhiên là Xuân rồi. Trời ơi. Lần đầu tiên trong lịch sử của chương trình là tôi đáp câu hỏi xong chưa cần đếm trả lời luôn. Tốt. Cái gì không chân không tay mà lại có lông? 1, 2, 3, 4, 5. Em xui rồi. Wow. Cái chỗ ấy. À. Đúng không? À đúng rồi, Đầy lông luôn đi rồi, đầy lông. Tiếp. Ở phương Tây, nhà vua sẽ kêu hoàng hậu bằng gì? Mồm. Cảm ơn. Em ơi, hôm nay em thông minh thế ta. Em lúc nào cũng thông minh. Nhìn vào gương, bạn thấy gì? 1, 2, 3, 4, 5. Sai. Không, em bay đúng rồi. Không, em bay đúng rồi. Nhìn vào gương, không thấy gương thì thấy cái gì? Em phải tính mình nhớ. Nhưng mà cũng phải thấy cái gương chứ chứ. Ý là cái này, câu trả lời này cũng đúng. Câu trả lời này cũng đúng. Có mấy cái gương 1 chiều, gương 2 chiều, 3 chiều, 4 chiều. Em nghĩ gương 1 chiều ấy. Thôi anh tiếp đi anh. Anh biết là em thông minh nhưng anh hỏi thế thôi. Giờ Mon, bớt thông minh hơn tí này. Bố vợ của em rể, của chồng chị dâu gọi là gì? 1, 2, 3, 4, gọi anh bố, 5, câu hỏi khó cho thêm 5 giây. 6, 7, bố vợ của em 8, gọi chồng chị 9, dâu 10. Ông câu giờ rồi đấy. Chú. Tên là bố. Chồng chị dâu là anh ruột. Nên là mình gọi là bố đúng không? À thì là vậy. Nãy giờ bỏ suy nghĩ không biết. Phục chưa? Phục. À, Kenji. Một con ngựa, cái đầu hướng về phía đông thì cái đuôi hướng về phía nào? Tây. Tây. Wow, trả lời nhanh ghê. Dưới đất. Đúng rồi, cái này đúng này. Đôi khi mình cái bảng rồi cũng làm chúng ta sai lầm. Đúng rồi. Đôi khi mình em lẽ là mình không nên nhìn vào cái bảng này. Em nên suy nghĩ chút em ạ, em trả lời nhanh. Nếu vậy là cái đuôi con ngựa nó thẳng đục. Hana, từ điển có bao nhiêu từ? 5,
4 3 Vô số à, từ đấy có bao nhiêu từ? Thôi nha, không trả lời được. Sai rồi. Thì con của trâu là nghé, con của con bò là bê. Hỏi con lừa mẹ là con gì? 1 Con lừa. Con lừa là con hư. Con hư con cãi cha mẹ chăm đường con hư mà. Em nghĩ là lừa nó dối này. Kết thúc phần thi thứ nhất. Bây giờ tôi xin tổng kết kết quả. Bạn nào được điểm đứng lên. Trung thực nha, trung thực nha. Em 1 điểm. Em 1 điểm. Không phải chỉ 2 điểm à? Em 1 điểm. Hôm nay thì có quá nhiều bạn trả lời được câu hỏi. Nhưng mà có mỗi Gina em là trả lời được 2 câu. Nên là Gina em sẽ vào đội não cá vàng. Đúng không, đúng không? Tại vì em trả lời được 2 câu là em thông minh rồi. Em phải về em không cam tâm đấy. Em về em gánh tiếp. Tôi là về không gánh nói tem rồi, gánh tem mạnh. Về đội em. Bây giờ sẽ là vòng Crazy Challenge. Nội dung thứ nhất của vòng Crazy Challenge sẽ có tên là tư thế dẻo dai. Luật chơi như sau: mỗi đội sẽ tạo thành một đội hình với tư thế khó, và trong vòng 10 giây đội đối phương phải quan sát, và các bạn có 30 giây để thực hiện lại y hệt cái tư thế mà đối phương đã làm. Bây giờ các em sẽ Wisdom C cử hai bạn đại diện lên đây. Vô 3, 2, 1. Ở thua chơi trước hay là thắng chơi trước anh? Thua chơi sau chứ. Không, đội thắng sẽ chơi trước. Ủa? Ủa? Gì vậy? Chơi sau ăn. Không, quyết định của ai? Hot. Tôi là hot. Kiểu gì cũng phải làm nè, thôi cứ đúng chơi trước rồi. Đi. Thôi, không sao. Thôi. Đội nào có vàng? 3, 2, 1, bắt đầu. Đó, đó, đội bên này chú ý này. Xem mình có thể copy được ai thì chú ý vào người đó. Đừng copy cái đó nha em. Đó. Dậy đi làm không? Rồi, ok. 10 giây rồi, các em sẵn sàng chưa? Ok. Đội trí tuệ 3, 2, 1, bắt đầu. Úi dồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn có 30 giây. 12, 12, 12, 13, 14, 15, làm đến bao giờ chuẩn thì thôi. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hai, chín, 30. Nhiều lắm. Ui dồi. Ôi. Nhìn bà Hana bà không làm gì bây giờ. Đó, bây giờ là phần thi của đội não cá vàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Ủa, lặp lại cái đã. Một, hai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi. Mình dẻo chân nhưng mà lưng mình hơi già, hơi cứng. Không sao em. Dạ, đau tay quá. Đó, các bạn đã nhớ chưa? Rồi, sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Đỡ, đỡ, đỡ. 1, 2, 3, các bạn qua. 2, hết giờ. Ôi, quá xuất sắc luôn. Bắt tay cá chị Minh ơi. Tay cá em ơi. Em quá xuất sắc luôn. Em bò lên giữa cái chiến trường này. Kì ra. Giờ em chọn bên nào và em phải nói là lý do của em. Mặc dù là hai bên đều rất là cố gắng, nhưng mà em cảm thấy là động tác bên đây cho có vẻ dễ hơn và đội bên đây hoàn thành tốt hơn. Yeah. 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 Một điểm cho đội Trí Tuệ. Một phiếu cho Trí Tuệ. Thôi, bây giờ đến DJ Hailey. Thực sự Hailey cũng theo dõi cả hai đội thì Hailey thấy đội bên này hoàn thành tốt. Yeah. Bên này hoàn thành tốt. Yeah. 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 Yeah.
Tôi nghĩ là dù tôi có được bình chọn cho bên này hay là bên này thì các bạn cũng đã thua rồi. Nhưng mà nếu mà anh bình chọn thì anh bình chọn ai? Anh bình chọn bên này, chọn bên này. Anh đã đáng quá, đáng kể luôn. Trời, vâng, phần thắng thuộc về đội Trí Tuệ. Chưa mừng vội các em ơi. Dạ vâng ạ. Đây là Crazy Challenge mà. Ok. Yeah, tỷ số có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Còn bình thường challenge thì lại khác đúng không ạ? Đến với vòng thi thứ 2.